Xin chào anh chị và các bạn cùng quý nhà đầu tư cá nhân quay trở lại với kênh thông tin bất động sản Biển Xanh, nơi mà quý anh chị có thể trao gửi niềm tin, nơi mà quý anh chị có thể tìm thấy cho mình những sản phẩm bất động sản sạch, giá rẻ, pháp lý rõ ràng để đầu tư sinh lời, thay đổi cuộc sống cũng như để an cư lập nghiệp sớm hơn một chút quý anh chị nhé. Và được gặp lại quý anh chị trong video này thì Biển Xanh cảm thấy rất là vui. Kính chúc toàn thể quý anh chị quý nhà đầu tư thật nhiều sức khỏe, thành công và luôn luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Trong video ngày hôm nay thì Biển Xanh sẽ đưa đến cho quý anh chị mình một sản phẩm ký gửi mới. Đó là một lô đất nằm ngay trên mặt tiền con đường nhựa tỉnh Lộ 9 này quý anh chị nhé. Và năm nay thì ở trên con đường tỉnh Lộ 9 này thì rất là ít người bán sản phẩm, khá là nóng và sốt. Do đó những cái sản phẩm xuất hiện mà có giá rẻ thì thường là được bán nhanh và rất là nhiều quý anh chị đầu tư cũng như là mua để an cư lập nghiệp kiếm và tìm chọn ở cái khu vực con đường tỉnh Lộ 9 này. Đây là một con đường kết nối giao thương giữa thành phố Hồ Chí Minh và đi về các tỉnh miền Tây. Do đó mà được nhiều quý anh chị ưa chuộng, bởi vì trên mặt tiền đường lớn như thế này thì cái giá trị tăng giá nó cũng sẽ rất là nhanh theo thời gian. Và ở cái vị trí con đường đông đúc dân sinh, nhà cửa và xe cộ đi qua lại thì chúng ta có thể là vừa ở vừa kinh doanh được luôn quý anh chị nhé. Do đó mà mình nên chọn và tìm mua ở những cái vị trí đường lộ lớn như thế này. Và đây chính là con đường tỉnh Lộ 9, kết nối thông thương giữa thành phố Hồ Chí Minh và đi về các tỉnh miền Tây. Lô đất ngày hôm nay nó là một lô hướng Bắc, có diện tích là 5 x 34, tổng diện tích trên sổ là 168m2. Và lô này thì anh chủ rao bán ký gửi với giá là 2.8 tỷ, còn thương lượng bao tất cả mọi thuế phí công chứng sang tên, không có phát sinh thêm bất cứ chi phí nào nữa. Thuế phí là anh chủ sẽ bao và đóng cho chúng ta hết. Đất gò cao ráo, xây dựng tự do và đã được xây bó gạch cho chúng ta rất là rõ ràng rồi. Và vị trí của chúng ta đã tới quý anh chị nhé. Từ bức tường này mình đo sang tới hàng gạch bên này là 5m, chạy dài sâu xuống vách tường phía sau là 34. Phía sau có một căn biệt thự người ta đây. Đây cổng đi vào căn biệt thự phía sau người ta. Còn lô đất của chúng ta đây quý anh chị nhé. Từ đây đo sang 5m, sâu xuống dưới là 34. Lô này là hướng Bắc, thuộc xã Đức Hòa Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Và từ đây chúng ta chạy về phía trước khoảng là 400m thì mình sẽ gặp đó là khu du lịch sinh thái Cát Tường Phú Sinh. Và mình đi thẳng về phía trước 8km nữa thì sẽ gặp địa phận của xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Và đi về tới trung tâm Sài Gòn, chợ Bến Thành, nhà thờ Đức Bà là khoảng 35km. Đây là con đường nhựa tỉnh Lộ 9 quý anh chị nhé. Cái lô này là giá rẻ nhất trên con đường này, chỉ có 2,8 tỷ Việt Nam đồng, còn thương lượng bao thuế phí công chứng sang tên. Quý anh chị và các bạn đang xem được video này của Biển Xanh thì hãy nhấc máy kết bạn Zalo hoặc là gọi cho Biển Xanh qua số hotline quen thuộc 0377304018 quý anh chị nhé. Kính chúc toàn thể quý anh chị quý nhà đầu tư nhiều sức khỏe, thành công và luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Đừng quên nhấn đăng ký kênh của Biển Xanh để theo dõi những clip mới nhất. Còn bây giờ thì Biển Xanh xin tạm dừng clip này tại đây. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý anh chị quý nhà đầu tư trong những clip tiếp theo nhé.